Kênh chăn nuôi Bà Rịa xin chào bà con và các bạn nông dân. Hôm nay kênh chăn nuôi Bà Rịa sẽ chia sẻ cho bà con một cái căn bệnh mà kế phát mà rất là nguy hiểm. Cái căn bệnh này thật sự thì thời gian khoảng chừng một năm hơn trở lại đây nó mới phổ biến, mà đặc biệt là trên con ngan, con vịt sim rất là nhiều hơn là con vịt. Thì mình cũng được sự chia sẻ thì nên hôm nay mình mới phát hiện ra là cái căn bệnh này cũng rất cực kỳ là nguy hiểm. Thì thật sự thì có những người bà con ở trong miền Nam thì chắc có lẽ là rất khi gặp ít gặp vấn đề này. Tại vì thật sự thì vấn đề mà con dịch bệnh mà xảy ra thì nó kế phát, nhưng mà nó kế phát rất là nhiều bệnh. Mà hôm nay kênh chăn nuôi Bà Rịa muốn chia sẻ cho bà con cách mà nhận biết và nhìn thấy được cái bệnh này gọi là bệnh kén ruột. Bệnh này là bệnh kén ruột. Mình cho bà con xem cái kén ruột khi bắt đầu con dịch nó sẽ thải ra như thế này. Bà con thấy là khủng khiếp lắm. Thì trước khi mình cho bà con xem thì mình chia sẻ cái đàn vật nuôi của kênh chăn nuôi Bà Rịa. Thì thật sự thưa với bà con thì cái đàn vịt này thật sự hôm nay mình mới trải qua những cái bão bệnh mà rất là nguy hiểm. Thì mình cũng khuyên bà con nên tìm hiểu và tham khảo khi trước khi bắt đầu nuôi con vịt sim Pháp này. Thì mình đã thường hay nói với bà con là một hai lứa đầu thì không có vấn đề gì xảy ra. Nếu mà nuôi xuyên suốt thì bà con phải tìm hiểu về những kiến thức thuốc thú y và cách chăm sóc. Thì đối với bản thân mình thì luôn luôn đi học nơi nào hay, nơi nào chia sẻ, nơi nào cần phải học là mình sẽ học. Học để trải nghiệm, học để cho hoàn thiện cái vấn đề chăn nuôi, bản thân trại. Thì hôm nay thì khi mà mình phát hiện và áp dụng thì mình nhận biết ra là cái vấn đề bị kén ruột này nó bắt đầu sẽ phổ biến. Thì hôm nay mình sẽ cho bà con xem cái phân như thế, con dịch bị kén ruột. Thì cũng thường vào những cái lúc mà nó bị xảy ra thì nó cũng bắt đầu tiêu chảy. Tiêu chảy rồi bắt đầu nó sẽ diễn biến ra cũng là ăn kém. Rồi bắt đầu thì bà con thí dụ nếu mổ khám thì bà con cũng sẽ thấy. Nè thưa bà con, đây là hai cái khúc kén ruột. Mình cho bà con xem cận cảnh. Bà con thấy rất là ghê gớm không? Nó như cao su vậy đó. Đó, bà con nghĩ như thế này thì làm sao con dịch nó tiêu được trong cái phần ruột. Đó, bà con thấy không? Đó, đây là những cái kén ruột đây. Đó. Đây là cái kén. Thì có thể là mình quay như thế này để cho bà con thấy. Có những người chắc cũng chưa từng thấy. Nhưng mà hôm nay thì quả thật sự là mình cũng lần đầu tiên thấy. Mà thật sự rất là nguy hiểm. Nó như thế này thì mình nghĩ là không thể nào nó tiêu được mà nó ăn được. Rất là nguy hiểm. Thì hôm nay mình mới có phát đồ điều trị, được sự chia sẻ. Thì khi bà con mà phòng cái này hoặc là trị bệnh này, đối với những bà con mà chưa từng trải qua thì rất là sợ. Nhưng mà những người đã trải qua thì thật sự thì người ta cũng sẽ có cách để giải quyết. Đó, bà con thấy không? Rất là ghê, nó cứng ngắc luôn nè. Nó như cao su. Thì thật sự đây là một cái bệnh cũng rất là nguy hiểm. Nếu mà không đào thải được cái kén này trong ruột ra thì thật sự con vịt nó sẽ không ăn. Thì triệu chứng nó cũng giống như những cái bệnh tích khác. Thì bắt đầu phát sốt. Rồi sốt, nhưng mà ghép bệnh gì? Phải nói thật sự hôm nay tới giờ phút này thì thật sự mình cảm thấy rất là khó khăn khi thành công với mô hình dịch sim Pháp. Đặc biệt là con dịch sim Pháp cực kỳ khó nuôi, mà rất là nhiều bệnh. Khi mà đã nuôi được con dịch sim thì những con dịch kia thì bà con rất là dễ dàng. Nhưng bà con phải nên tìm hiểu ngay cái thuốc. Nếu không có thuốc thì bà con sẽ không bao giờ sẽ cứu chữa được. Thì bà con thấy không? Thì thật sự hôm nay mình mới là lần đầu tiên thấy cái bệnh kén ruột này. Và mình đang theo cái hướng điều trị. Đó, theo hướng điều trị. Thì thật sự thì riêng cái vấn đề này thì sự tranh cãi rất là nhiều, gây gắt. Thì tranh cãi ở đây không phải là cãi nhau vấn đề gì, nhưng mà cãi nhau để tìm ra những giải pháp. Vì ai có thể giải quyết được cái vấn đề bệnh này. Tại vì trong cái khi mà chăm sóc con vịt bệnh mà nếu không phát hiện, không trị đúng bệnh thì nó cũng sẽ không bao giờ dứt điểm được. Thật sự là vậy. Còn khi mà
phát triển được thì cái vấn đề này sẽ được giải quyết. Còn bà con nếu mà có thắc mắc thì hãy để lại bình luận, hoặc là mình sẽ có những người giải quyết cái vấn đề bệnh kén ruột này một cách cụ thể để cho bà con tham khảo. Thì mình hôm nay mình muốn nói là muốn chia sẻ, lần đầu tiên mình thấy cái bệnh kén ruột, bà con thấy rất là nguy hiểm. Thì nó cũng để ảnh hưởng, thật sự nó cũng ảnh hưởng đến đàn vật nuôi. Thì bà con cứ nghĩ trong cái ruột mà nó ăn không tiêu hóa được thì làm sao con vịt phát triển, nó sẽ để lại hậu quả. Khi bệnh thì bắt đầu nó sẽ để lại hậu quả rất là nghiêm trọng, nó ghép đủ thứ bệnh thưa bà con. Thật sự hôm nay mình mới là quả quyết là vấn đề chăm sóc một con vịt mà trong tư thế mà không bệnh thì rất là vui sướng để làm. Khi mà bệnh thì bà con phải nói là rất là buồn luôn mà mệt mỏi, tại vì phải chăm sóc lúc ăn, lúc uống, lúc nghỉ ngơi, rồi bệnh kế phát. Thật sự là một vấn đề rất là nan giải cho những người bà con chưa từng chăn nuôi, hoặc là đã chăn nuôi nhưng mà quy mô nhỏ. Khi chuyển sang cái vấn đề mà quy mô chăn nuôi lớn, công nghiệp, thì đặc biệt mình chỉ khuyên bà con một điều duy nhất là hãy tìm hiểu và tham khảo 4 nguyên tắc và 4 yếu tố này nó góp phần một sự thành công trong chăn nuôi. Cái thứ nhất là con giống, cái thứ hai là nguồn thức ăn, thứ ba là môi trường chăn nuôi, và thứ tư là thuốc thú y. Thật sự 4 cái nguyên tắc này bà con mà hiểu và nắm được rõ thì bà con sẽ thành công. Thì đối với thời buổi này thì bà con cũng biết đó, cái con bệnh nó cũng văn minh. Thời buổi văn minh, con bệnh nó cũng văn minh thưa bà con, chứ không phải là bệnh như bệnh cũ. Chẳng hạn như khi mà bệnh rồi, giải quyết được cái vấn đề bệnh mà chẳng hạn như bại huyết E. coli, thì sau bại huyết E. coli sẽ ghép gì? Có thể là ghép dịch tả, rồi kén ruột, rồi rất là nhiều cái bệnh mà nó phổ biến như là bội nhiễm, nó cũng bị, nó thật sự khi nó đã yếu thì những cơ hội cho con, những con Salmonella tấn công cực kỳ là nhanh. Theo như mình chăm sóc là mình biết, thật sự là mình khi mà mình cũng rất là hiểu nhiều vấn đề này. Không phải là mình khoe khoang, chứ thật sự thì mình nếu mà bầy dịch này không có sự hiểu biết, mình không có kiến thức, thật sự mình thua cái bầy dịch này. Nhưng hôm nay mình cũng có thể gượng gạo, mình chấp nhận thử thách. Bởi vì mình rất là nhiều thuốc, mình luôn luôn có thể học những các bạn trẻ, những người đã đi trước, mình luôn luôn sẵn sàng học. Chứ mình không có bao giờ mà để cái tôi ấy. Thì cái tôi của mình hạ. Mình phải đi học những bạn trẻ, những người đã đi trước, những người đã trải nghiệm với nó, thì người ta sẽ có những thành công. Thì quan trọng bà con có nên tiếp cận, và tiếp cận họ như thế nào, bằng cách nào, đó là điều quan trọng, để cho mình có những cái bài học, cho mình có những cái hành động và cái kết quả. Thì hôm nay thì mình, cái tiêu đề hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho bà con vấn đề bệnh kén ruột, mà cách nhìn cái kén ruột như thế nào và dấu hiệu nó ra sao. Thì thường thường là giờ con vịt nó bắt đầu nó cũng sẽ giảm ăn, mà giảm ăn về nguyên nhân nào thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn phân. Thì mình mới phát hiện có buổi sáng hôm nay mà thôi, thì nên lập tức mình sẽ triển khai vấn đề thuốc để hỗ trợ liền. Tại vì con vịt đã chích qua rồi thì cũng có thể tiêm, nhưng mà khi mà tiêm nhiều quá thì con vịt nó sẽ đứng lại, đó là nguyên tắc. Còn hôm nay thì vịt nó không còn chết, nhưng mà nó để lại hậu quả, nó cũng mệt mỏi lắm. Thì thật sự thì những gì kênh chăn nuôi Bà Rịa chia sẻ, hành động làm tới đâu thì chia sẻ cùng bà con tới đó. Chứ mình cũng không, chả có phải là hay hay tài giỏi, thì luôn luôn hành động càng nhiều thì bà con sẽ có kết quả càng nhiều. Thì mình cũng vẫn khuyên rằng bà con nên phòng chống hơn là chữa bệnh. Thì thật khi chữa bệnh đúng thì nó sẽ có kết quả đúng, còn khi mà chữa bệnh sai thì nó để lại kết quả rất là khó lường. Thì mình chỉ khuyên bà con như thế thôi. Thì mình làm tới đâu mình sẵn sàng chia sẻ, up lên kênh cho bà con theo dõi. Thì bà con thấy hay, hữu ích thì bà con xem. Còn bà con không thấy hay, không hữu ích thì bà con có thể lướt qua, không có vấn đề gì cả.
thì mình muốn chia sẻ thôi. Còn vấn đề thị phi thì xấu xa, ném đá thì rất là nhiều. Mình không quan trọng ai ném đá, quan trọng để lại bình luận vô văn hóa thì mình trả lời. Thì nếu mà ném đá hoặc là bình luận vô văn hóa thì mình sẽ ẩn kênh Vĩnh Viễn hoặc là mình báo cáo YouTube, đơn giản vậy thôi. Chứ bây giờ mà sống mà cả cộng đồng này thì mình làm sao cho nó vẹn toàn. Châu cột ghét châu ăn, rất là nhiều vấn đề. Thì mình chia sẻ cho những người nào cần được chia sẻ cho đi khi chúng ta còn có thể. Thì hôm nay thì mình cũng rất là vui, vấn đề mình cứ chăm sóc, chăn nuôi, xuất bán là đó là niềm vui của mình. Thì bà con muốn như thế nào, làm như thế nào đó là quyền cá nhân riêng tư của mỗi người. Thì mình biết gì mình chia sẻ cùng bà con trên YouTube nền tảng này. Thì nền tảng YouTube là một sân chơi cho tất cả mọi người, tất cả thế giới, chứ không phải riêng ai cả. Không có phải là riêng của ai hết. Thì mình chia sẻ cùng bà con tới đây thôi. Và hẹn bà con vào clip sau. Bye bye bà con. Hẹn bà con vào clip sau nha.